thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp tự tánh không, pháp không không tánh tự tánh, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hành pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, thành tục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, thành tựu thần thông thủ thắng của Đại Bồ Tát, dạo chơi các cõi Phật tự tại vô ngại. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, chẳng bị tất cả luận thuyết ngoại đạo hàng phục, mà có khả năng hàng phục các luận thuyết của ngoại đạo. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, muốn được công đức thắng lợi không dứt, không hết trong hiện tại vị lai như thế, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thập Thâm ấy, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, lại nên sao chép trang trí đẹp đẽ bằng các vật báu, rồi dùng vô lượng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bổ tuyệt diệu, y phục anh lạc chẳng phan lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, trang trí đẹp đẽ, tôn trí nơi thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì khi ấy chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đồ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, ở trong thế giới ba lần ngàn này, vị đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tổ, thường đến nơi ấy, chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. Trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hộ, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, có vị đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thường đến nơi ấy chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. Trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc tiểu cánh, trong cõi trời tịnh cư cũng thường đến đó chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. Khi ấy trong thế giới này có các rồng, dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc giả, nhân phi nhân, vân vân, có đại oai đức cũng thường đến đó chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. Lúc bấy giờ chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại,
ở vô biên thế giới trong mười phương có vị đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thường đến nơi ấy, chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng bát nhã ba la mật đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. Trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, có vị đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột. Thường đến nơi ấy, chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng bát nhã ba la mật đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. Trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, ở trong cõi trời tịnh cư cũng thường đến đó, chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng bát nhã ba la mật đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, chắp tay lui ra. Khi ấy các rồng dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân, vân vân, có đại oai đức ở trong thế giới khác, cũng thường đến đó chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng bát nhã ba la mật đa ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nên nghĩ thế này, nay có chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, và vô lượng các rồng dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân, vân vân. Có đại oai đức ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô biên thế giới khác trong mười phương, thường đến đó chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng sao chép bát nhã ba la mật đa thậm thâm của ta, rồi cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái chắp tay lui ra. Đó là ta đã vì ta mà thiết bày sự bố thí pháp, nghĩ như vậy rồi vui mừng nhảy nhót, khiến cho phước đức có được lại tăng thêm lên. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, vì được chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, và vô lượng các rồng dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân, vân vân, có đại oai đức ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô biên thế giới khác trong mười phương, thường đến nơi đó đi theo ủng hộ, chẳng bị tất cả loài người chẳng phải người vân vân làm não hại, chỉ trừ nghiệp nhân ác cố định ở đời trước, ở hiện tại đã chín mùi, hoặc chuyển trọng nghiệp để đời này chịu nhẹ. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do oai thần lực lớn của bát nhã ba la mật đa này mà có được các thứ công đức thắng lợi trong đời hiện tại như thế, đó là chư thiên vân vân, có vị đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, hoặc có vị quy y Phật pháp, có được sự lợi lạc thù thắng, vì kính trọng pháp nên thường đến đó đi theo ủng hộ, tăng thêm thế lực. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thường vì cứu giúp các hữu tình, thường vì thành thục các hữu tình, thường chẳng xả bỏ các hữu tình, thường vì lợi lạc các hữu tình, chư thiên vân vân kia cũng lại như vậy, do nhân duyên này thường theo ủng hộ. Hết quyển thứ 126.